vừa qua một trận mưa siêu to khổng lồ. Vậy thì anh em mình mới thịt được xong con gà này. Nó hơi second hand tí tại vì nó bé quá. Thế nên anh em mình quyết định lại phải thảo cái này để anh em mình làm cái việc ngon ngon hơn. Đấy. Mọi người đã tưởng tượng ra được chưa? Đang thiếu gọi là vitamin thịt thì lại có thịt luôn. Thiếu. Anh em mình sẽ protein. Protein gà. Mình quyết định nhét con gà này vào trong củ măng này để nướng. Anh bị dở hơi à? Hả? Dở hơi gì? Ai đi nướng măng? Ai đi nướng gà trong măng? Ê, biết được, nó thử xem thế nào. Đường nào mình cũng nướng măng mà. Ừ nhỉ, cái năng mình cũng ăn gà với măng nhỉ. Ừ. Ê, lô, con này nắng bảng à? Ê, nó xem ăn gà với anh em mình à? Đi ra! Mày có muốn lên lò luôn không? Tí nữa mình cho ăn đùi, anh làm cho ăn cẳng. Khả năng mai anh em mình sẽ tiếp tục đi bắt cá rúi. À không, phải cho mọi người. Cái to này làm rúi lắm. Phải không bắt cá rúi nữa, mai anh em mình sẽ đi kéo ngõ. Sẽ cho mọi người xem quê mình mùa nước lũ nó như thế nào. Vừa anh, em sợ không một vừa đâu. Siêu to khổng lồ luôn. Không vừa. Ai xả. Mình cái chân nó lại. Có đại ca chưa đục đẽo ấy. Anh phải cho em đi làm thuốc mộc. Không. Cho em làm thuốc khoan, chuyện, anh làm thuốc ta. Chuyên bên khoan. Khoan giếng này. Thế sau đi làm thuốc mộc ấy, em làm thuốc chính, anh làm thuốc cả. Mình định ướp siêu cay vào đấy. Nhưng mà khi ướp siêu cay vào cái này nó ra hấp hơi thì nó sẽ không đấy. Thế nên là mình cứ để nguyên. Nào. Chắc phải cái này là. Anh ơi. Không cần. Nhét. Kín vào. Nào. Để sang đầu bên kia đi. Giữ đầu bên kia ra. Ok. Rồi. Không mà ướp yếc gì cả, xem là vị nó sẽ như thế nào nhé. Vị thiên nhiên luôn đấy. Vị thiên nhiên luôn. Nào. Nào. Em cuốn lại à? Đấy, tôi cho cái đít nó vào đấy đó. Ok chưa? Không biết cô ăn được không ấy. Vớ vẩn. Em chưa thấy ai làm được rồi ấy. Có tao. Anh cần làm phản khoa học nên em chắc tin tưởng thế nào. Lấy bật lửa các kiểu đây. Ok. Mày cứ tin tưởng, nhưng mày không tin tưởng anh thì tin tưởng ạ. Anh tin tưởng người ngoài. Để đây mà. Đấy, phải làm 4 giây cho nó chắc. Khả năng hôm nay có món ngon ăn tối đấy mọi người ạ. Nào. Đấy nhá. Rồi, xếp củi nó đã. Củi cẩn thận. Mình phải đốt cẩn thận, không là một phát là cái nhà này sẽ đi theo con gà luôn. Không thể làm vớ vẩn được. Nào, từ từ. Đây một phút rồi đấy. Đốt hết củi rồi, mưa rồi. Rồi, nó nổ bùm. Ăn bàn, an toàn là bạn, tai nạn là thưởng. Đi đi, từ từ. Nào, vô đi. Đây. Cháy rồi. Đuổi đuổi đây. Nước. Lấy con lửa khác đi, chín nước hết rồi. Ê, bị đỏ. Ừ.
Mọi người thấy liệu có ổn không? Rồi, gà kín rồi nhá. Bây giờ chỉ còn đợi thôi, tí nữa đợi là anh em mình sẽ xoay cái, tí nữa cái con măng này nó sẽ bị đốt, nó sẽ tóp lại, tóp lại anh, xong anh em mình sẽ xoay nó nữa, tí nữa nó ra than đặt xuống phủ than lên. được cũng chuẩn mọi người, bao đêm thỉnh thoảng ngu nhưng khôn phết đấy, thỉnh thoảng ngu khôn nhưng mà ngu phết đấy. Dự kiến quả này sẽ rơi vào khoảng tầm 1 tiếng. Em dự kiến khoảng độ 30 phút. Cháy độ khoảng tầm hết nửa số củi này sẽ chín đấy. Tại vì mình nướng măng rồi mình biết là ở trong cái con măng ấy nó rất là nóng, nó nóng kinh điển luôn. Nó không như kiểu nướng bí, cái bí hoặc là nướng quả bí, quả bí ấy thì rất là khó chín. Nhưng con măng cực kỳ nóng, mình đã từng nướng măng ăn rồi. Đấy, bây giờ mình phải dàn đều cái củi ra. Đấy, đang không quan trọng cái đầu gốc này lắm, con gà nó nằm đúng đây này. Đấy, từ đây, đây. Đấy, là tập trung vào đúng chỗ đấy thôi. Đấy, nào. Đấy, phải đốt dần dần, tại sao mình không cho thấp xuống? Tại vì để đốt dần dần cho nó đều lửa. Đấy, ở đây trông nhá, tao đi mua rượu. Rồi, sợi, tao ra kiểu tao mua để tao rượu rồi, không uống bia nữa. Một coca nhé. Ờ. Mình ở đây mình trông bếp lửa. Trông cẩn thận cháy nhà tao giết bỏ đấy nhá. À anh ơi, nhà mình anh cháy nhà mình mua bao nhiêu đồng đâu. Ơi bị nổ đấy. Đến giờ ăn tối rồi mà vẫn chưa được một mặt. Mày mày giữ kia nhé để anh từ từ. Nó đấy. Xoay, bây giờ phải xoay nó lại. À đấy, đấy. Rồi, ok. Ok luôn. Có phải hạ xuống không nhỉ? Không. À từ từ. Phải đốt nốt mặt này xong mình sẽ hạ thấp nó xuống nhé mọi người nhé. Đấy. Đốt cho nó đều đi. Không dám cho to lửa quá, tại vì to lửa riêng mà cái chỗ này nó bén lên một phát thì thôi. Đấy, cũng chưa nổi bay lên. Cũng ghê ghê đấy. Thôi được. Sao đâu? Chuẩn bị sẵn vòi nước. Ở trên thì nếu mà anh em mình nói thật nha, nếu mà cái nhà tranh này mà bị cháy từ dưới lên á, có mưa bão trời cứu luôn. Tại vì ở trên nó dột xuống thì nó sẽ dột ra ngoài này, còn ở dưới vẫn không cong à. Thế nên là anh em mình phải thật cẩn thận. Cứ phải ngồi đây trông cho nó, cho nó ổn chứ không chết tòi. Ui đây một cái cục khoai nướng nhỉ. Trong cái gì vậy? Nó nhanh nướng rồi. Sao? Nghe có vẻ củ nát đấy. Đấy. Tình hình là mình đốt khá là ok rồi đấy. Bây giờ mình sẽ vùi cho xuống đây để vùi ủ nó cho nó chín hẳn nhá mọi người nhá. Ok. Bây giờ đến là chín một củ. Ủ măng. Đấy. Cho mọi người xem con gà này như thế nào rồi nhá. Ai xa, đây này. Con gà thì hiện tại nó vẫn nằm trong khu vực này. Nhưng mà mình sẽ moi thử ra xem là nó cái độ hơi của nó, hơi nóng của nó sẽ như thế nào nhé. Đấy, bốc hơi rồi, mọi người thấy gì chưa? Đây. Em vùi lại nha anh nhé. Đấy, hơi nóng đấy, thấy chưa? Chân con gà đấy nha. Rồi, giờ lại đắp lại. Ây da, đắp lại hơi khó. Ây da. Ây da, phủ củi lên đi. Đấy, mọi người nhìn thấy chân con gà đấy chưa? Mình sẽ để hở cái chân này luôn nhá.
tí nữa sống hay chín là cứ kệ chứ, chứ mình không chơi cái bài rút lõi nha. Nào, cho củi ra đi. Đấy. Đấy. Anh vụ củi lên trên đấy. Đấy. Tí nữa nó ôm vào chín nhanh chín á. Tại sao mình không cho củi về mé này vì nó sẽ bị à? Sợ mình sẽ sợ cái khói nó vào đây nó oi khói tất cả. Thế nên là mình sẽ chỉ để băng nhỏ ở đây thôi. Không là cháy nhà nha mọi người nhá. Anh em mình cháy luôn đấy. Đây là hôm nay anh em mình hy sinh củ măng này để là đáng nhận ra là củ măng này chín rồi, bây giờ phải cho ra ăn rồi, nhưng mà gà thì chưa chín. Anh nấu thật kỹ. Chưa chín. Tình hình này hơi bị lâu đấy. Anh em lại ăn củ khoai. Đấy. Tình hình là phải ủ cho nó thật là chín. Hy sinh củ măng luôn. Tình hình là mưa to gió lớn quá mọi người ạ. Thì gần tối rồi mà không biết là chín chưa. Mà để đói quá đang gọi là cắn ngập răng à? Ờ. Hả? Có. Xin miếng. Khoai nướng nha mọi người. Nướng hơi cháy. Cháy mất. Nướng sượng. Thôi mời mọi người nhá. Mời mọi người nhé. Cho mình giúp đấy mà ăn không phải là ăn đồng hoàng tử tế nhỉ? Hả? Ra đây thử xem nó ăn được không? Ừ. Mưa rất là to. Tình hình là củi cũng hết rồi, khói bốc nghi ngút rồi. Chuẩn bị anh em mình sẽ khui hàng nhá. Tình hình là mình bảo là 1 tiếng, bao định bảo 30 phút nhưng mà 2 tiếng đồng hồ rồi. Ăn hết củi rồi, bây giờ anh em mình sẽ khui hàng nhá. Cái gì đâu anh để cái gì này? Ăn đi xin nhận củ măng rồi. Cho nó. Củ măng này vẫn ăn được mọi người ạ. Cứ để thàn đi. Thàn á. Có vào đây anh ạ. Có vào đây trái đây. Có vào đây chim luôn. Ây, mọi người thấy hơi nóng của nó vẫn bốc lên không? Đây. Bốc kinh điển nhá. Bây giờ mình sẽ khui hàng. cạo nhỉ? Cạo hết đi xong khui anh ạ. Khui luôn. Nếu đâu ăn được. Cái mục đích chính của mình là vẫn ăn được ấy. Ăn được mà. Mùi thơm lắm, cái măng này ăn được thơm. Măng ấy. Ừ, mùi thơm lắm. Thôi khui ra. Ui xà. Ui. Chắc là chín rồi. Chín rồi. Ngon đấy. Chín, ui nhừ luôn. Ui nhừ. Anh em mình đút lửa mạnh luôn mà. Ai, mới vào lấy cái gì để chấm đi. Ok. Ui. Em đi pha để chấm nhá. Ai da. Đây mọi người nhá. Anh lấy ít măng ra luôn. Toàn bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Nó xéo không nó nát mất con gà. Ui nhừ luôn. Hồi trước mình bảo bỏng lắm mà. Wow. Siêu nóng, siêu bỏng. Tuyệt vời. Nước chấm nhanh lên. Siêu nóng. Nào, bây giờ mày ăn cái gì trước? Ăn măng trước đi. Nào. Để xem măng ăn như nào. Thử con măng này trước nhá. Úi giời. Bây giờ anh mình ăn cái đất đầu nhá. Mình đã bảo rồi, măng nó rất nóng mà. Không biết ngon không nhỉ? Bỏ quá. Đáng nghĩ măng to này là phải luộc qua mấy nước cơ mà nhỉ? Xẻo hẳn cái nơi. Bóc đi. À, bóc đến lúc món ngon. Món chính là món măng, món phụ là món gà. Tại vì không tính đến gà. Ui.
Đấy. Đấy. Mời mọi người nhá. Mời cả mọi người nhá, mình thử ăn măng nhá. Ngon ngon ngon. Nhưng hơi đắng. Lúc nãy tao ăn thử một miếng xong ngọt hết nhỉ? Lại không đắng. Đúng canh mà. Không đắng anh nhỉ? Được được. Ăn được vẫn đấy mọi người ạ. Để mình thử ăn phần đoạn gốc gốc kia mà. Gốc cái đoạn đấy là cái đoạn đoạn bịt gốc, phải gốc trong cơ. Đấy. Đây đây, tinh túy đây này. Ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt cực. Này anh ơi. Hả? Muốn nữa. Rắc chấm chấm vắt, tao cắn vắt rồi đấy. Ăn miếng. Ngọt lắm. Ngon ngon đắng ngon cực. Rồi bây giờ thử cái món phụ nhá. Mình cứ sợ nó không chín cơ. Nó còn nhừ luôn này. Con bản để hẳn 2 tiếng đồng hồ luôn. Chín nhừ luôn. Cháy này. Cháy không đắng mấy. Đoạn cháy này là đoạn chưa đầy ngọt. Đoạn cháy này là một đoạn mỏng của cái lớp lớp vỏ này, nó cháy qua. Vẫn còn dính vỏ này. Vẫn dính vỏ măng này. Ăn đoạn này chưa cảm nhận được phải nó cháy đến vỏ măng. Ngon đấy anh ạ. Đây. Ăn đoạn này ui tụt luôn. Siêu nhừ luôn. Được phải ăn nữa. Từ từ nó còn bị tụt này. Thế ăn gì? Để bánh đùi. Đùi đây. Đùi kia. Nó tụt. Nhừ luôn. Ui, hết da rồi. Ui, mưa gió thế này. Ui, ngon bở cho mọi người ơi. Mời tất cả mọi người nhé. Ăn đi cho cảm nhận cái này. Sao, hăng không? Đi hăng không? Đi hăng măng không? Không. Chưa được. Ngọt cực. Phải làm miếng to mới cảm ngọt nhận. Lắm. Tại vì mình riêng cái nước măng ở trong nó dỉ ra nó đã ngọt rồi. Nhá. Để chấm bát. Cái đoạn là đầu măng mới cuối măng nó mới cả hơi hăng hăng. Còn đoạn giữa măng thì ngọt lắm. Được. Ngon ngọt mềm mọi người ạ. Nó cái bở quá cắn vắt miếng cho nó toạt ra. Nó nhũn như kiểu là thịt gà hầm á. Tại vì ở trong này lúc nãy mọi người nhìn thấy cái hơi nóng của nó ấy. Cái phần đầu mình không đốt nên là hơi nóng nó sẽ dồn đấy ở trong hết. Nếu mà đốt phần đầu ở cái đoạn đầu này, khói nó vào trong sẽ oi khói gà này. Đó. Món chính là món măng, nhưng mà đáng nghe ra anh em mình phải chuẩn bị mắm tôm hoặc là tương để chấm. Nhưng mà hôm nay có gà thì nên là ủi. Em bóc hút em một miếng ở đây. Ôi xa. Bây giờ nghe. Cắn gỏi à? Con nơi mà ngoài đùi mà có con nơi mà chén cuối đùi. Làm món măng cuốn gà. Đấy. Gà cuốn măng. Úi trời ơi, mời tất cả mọi người nhìn đi. Bạn ơi thì hơi ngâm ngâm cộng một thịt gà ăn rất dở. Làm bộ ăn á. Mình tìm ra một cách nướng gà ngon thật. Nói mình cứ bảo dở đi. Nhưng tại em chưa thấy ai làm bao giờ ấy. Nhưng mà chẳng ai dở mà. Thế xin một con măng. Tí vẫn một con măng. Tí thì không, tí vẫn ăn được cái đoạn đầu này rất là ngon, rất là mềm nhá. Không ăn được đoạn bít. Đoạn bít thì coi như là hỏng rồi. Ây, mày đưa đây. Không. Đừng có bỏ. Đi ăn cái đoạn, ăn óc rồi. Cái đầu phí, thế đưa đây tao cho mày óc. Cái này ăn cân mùi nó à? Được, bóp hết rồi đưa đây tao cho mày óc. Đấy.
Đấy là đặc sản của rời. Đặc sản của con gà. Mắt rồi. Tưởng mày không ăn mắt. Ăn mắt bổ mắt. Ăn gì bổ nấy. Tóm lại là gà vẫn ngon hơn. Đúng rồi. Măng nó chỉ gọi là rau thôi, sọt ruột. Cũng phải ăn thịt. Không có thịt đấy. Thì rau lên chùa hết rồi. Đó. Thôi. Clip này anh em mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Chuẩn bị anh em mình phải đi chuẩn bị đồ để mai đi bắt cá. Còn sớm là bắt đi cá anh à? Phải đi sớm cơ, phải đi tầm 4-5 giờ sáng rồi mới bắt được. Không biết là có quay lại được cho mọi người xem không, nhưng mình sẽ cố gắng. Hơi tối một tí nhưng cố gắng chọn đến lúc rạng sáng ấy. Rồi. Món này ngon nhé mọi người nhé. Gà ngon, măng thì cũng tàn tạ. Có một đoạn ăn được, có okay. Một đoạn ăn được. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại anh em mình một like, một tên, một comment và một đăng ký kênh ở chung bên cạnh nhé. Bye bye.